Tại sự kiện Microsoft Edu tổ chức tại New York, Microsoft đã chính thức giới thiệu mẫu máy tính bảng mới của họ. Đây không phải là bản nâng cấp cho dòng máy tính bảng Lite Surface Pro hay là Surface Book, mà nó lại là một máy tính truyền thống có tên là Surface Laptop. Máy này chạy sẵn một bản Windows 10 hoàn toàn mới có tên là Windows 10S và là đòn đánh trực tiếp vào Chrome OS của Google. Chúng có gì hấp dẫn? Ngay bây giờ sẽ là câu trả lời. Đúng như tên gọi, Surface Laptop không bắt bạn phải gắn ốp lưng kiêm bàn phím Type Cover vào như dòng Pro và cũng không phá cách quá mức về kiểu dáng như là chiếc Surface Book, mà nó có một hình hài cực kỳ đơn giản, nặng tính truyền thống hơn là thiên về máy tính bảng như là hai máy kia. Surface Laptop rất nhẹ, chỉ nặng có 1,25kg và rất là mỏng khi mà điểm dày nhất trên thân vỏ cũng chỉ ở mức là 14,5mm, trong khi vẫn có màn hình lớn tới 13,5 inch. Một điểm nhỏ nhưng rất đáng giá là ta có thể mở nắp máy chỉ bằng một tay, một khả năng mà cho đến giờ vẫn chưa có nhiều chiếc Ultrabook có thể làm được. Bề mặt chiếu nghỉ xung quanh bàn phím được phủ lớp vải Alcantara rất là cao cấp, bền chắc và không bị ố màu, đồng thời cũng có thể lau chùi dễ dàng. Chính vì là bằng vải nên là Microsoft dễ dàng phủ cho máy những màu sắc cực kỳ thú vị như là xanh coban, vàng than chì, xám platinum và đỏ burgundy màu rượu vang. Nhóm thiết kế đã thử đi thử lại hàng chục tấm vải khác nhau và mất đến 6 tháng để có thể chọn ra được màu. Bề mặt vải khiến cho cảm giác thao tác thì dễ chịu hơn rất nhiều so với mặt nhựa của laptop thông thường, và nó cũng không mang lại một cảm giác lạnh lẽo và khô khan như là bề mặt nhôm. Nhưng cũng vì không làm từ nhựa hay là nhôm nên Microsoft đã buộc phải thiết kế loa ngoài theo một kiểu khác. Âm thanh sẽ không đi từ những lỗ loa riêng biệt mà lại là từ các khe hở của bàn phím. So sánh với những chiếc Ultrabook có cùng kiểu dáng thì mẫu máy mới của Microsoft nhẹ nhàng hơn hẳn so với MacBook Air, và vẻ đẹp của nó thì hoàn toàn sánh ngang những chiếc MacBook bản 2016 hay là ZenBook 3 của Asus. Trải nghiệm thao tác sử dụng ở trên máy thì vẫn rất tốt như là từng thấy ở trên chiếc Surface Book, thậm chí là còn thích hơn. Bàn di chuột cực kỳ rộng rãi, thao tác vuốt chuột mượt mà chưa từng thấy trên bất kỳ một chiếc máy tính chạy Windows nào từ trước đến nay. Bàn phím cũng có đèn nền, hành trình phím rơi vào khoảng 1,5mm. Màn hình thì cực kỳ mỏng, tỷ lệ 3:2, kích thước 13,5 inch hiển thị rất sáng và màu sắc rực rỡ. Độ phân giải 2256x1504 điểm ảnh khiến cho nó chỉ có một độ điểm ảnh đạt 201 ppi. Thực ra là kém hơn mức của Surface Book và Surface Pro là 276 ppi, và cũng kém hơn một chút so với mức 221 ppi của MacBook, nhưng thực ra khá là khó để nhận ra sự khác biệt. Đây cũng vẫn là màn hình cảm ứng và dùng được bút Surface Pen, nhưng nó lại không gập lại được 360 độ như là Surface Book để bảo toàn cho cảm giác giống với máy tính nguyên thủy. Điểm trừ duy nhất của Surface Laptop có lẽ chỉ nằm ở cổng kết nối. Máy chỉ có duy nhất một cổng USB 3.0 và một cổng mini DisplayPort để kết nối với màn hình hoặc là máy chiếu ở bên ngoài. Ngoài ra thì nó không có khe cắm thẻ nhớ, không có cổng USB Type-C. Và đây là những cắt giảm phù hợp với ngoại hình mỏng và đối tượng sử dụng chỉ là sinh viên. Xét về giá và cấu hình, Surface Laptop khởi điểm từ 999 đô la Mỹ rồi lên đến mức cao nhất là 2199 đô la, khá là cao, nhưng mà nếu xét trên mức độ hoàn thiện và về ngoại hình thì là không hề tệ. Tất cả các vi xử lý của máy đều thuộc dòng Kaby Lake mới nhất trong năm nay của Intel, bộ xử lý đồ họa Iris Plus 640 trên bản Core i7, dù vẫn đuối hơn bộ xử lý đồ họa rời Nvidia GeForce 940M trên Surface Book một chút, nhưng nó vẫn đủ sức để chơi các game cực nặng ở mức cài đặt chế độ đồ họa là thấp. Microsoft cho biết hiệu năng tổng thể của Surface Laptop nhanh hơn MacBook Air và MacBook Pro, trong khi thời lượng pin thì cao hơn, cụ thể máy có thể dùng liên tục trong đến 14,5 tiếng, một con số quá là vượt trội. Thậm chí là so với một chiếc Ultrabook thông thường thì nó chỉ cần bằng một nửa như thế cũng đã là đủ tốt rồi. Trong buổi ra mắt, Microsoft liên tục so sánh Surface Laptop với MacBook. Rõ ràng là hãng này đang nhắm đến những người đã từng dùng MacBook Air có nhu cầu nâng cấp, hoặc là những ai đang sử dụng một chiếc máy tính khác gọn nhẹ tuy nhiên hiệu năng thấp và không biết nên chuyển sang Mac hay tiếp tục tìm kiếm một giải pháp Windows gọn nhẹ. Tuy nhiên có một điểm chắc chắn sẽ tạo ra những lấn cấn cho những người mua Surface Laptop chính là ở hệ điều hành. Bản Windows 10 mà máy này chạy sẵn thực ra lại chỉ là một bản rút gọn có tên là Windows 10S. Chữ S là viết tắt của cụm từ tinh giản, hiệu suất cải thiện và bảo mật. Ngoài ra thì nó còn có nghĩa là linh hồn của hệ điều hành. Thực chất đối thủ trực tiếp của Windows 10S chính là hệ điều hành Chrome OS của Google, một hệ điều hành rất nhỏ, nhẹ nhàng, chạy chủ yếu dựa vào sức mạnh của Internet, vận hành cực kỳ mượt mà trên những chiếc Chromebook giá rẻ. Tại Việt Nam thì máy tính Chromebook ít phổ biến nên có lẽ nhiều người chưa quan tâm, nhưng thực ra trên thế giới, Chromebook đã chỉ mất có khoảng 5 năm để hất cẳng Apple, vươn lên xếp thứ 2 về thị phần máy tính phục vụ trong môi trường giáo dục. Với Windows 10S thì Microsoft đã có một vũ khí lợi hại hơn nữa để củng cố cho vị trí số 1 của hệ này của họ. Cùng với Surface Laptop giá cao thì Windows 10S sẽ có mặt từ mùa hè năm nay, vừa kịp chuẩn bị cho mùa thị trường trên nhiều mẫu máy tính giá rẻ phục vụ học tập nghiên cứu với mức giá chỉ từ 189 đô la Mỹ, với nhiều lựa chọn đến từ các tên tuổi đã quá là quen thuộc như là Acer, Asus, Dell, HP, Samsung hay là Toshiba. Các máy chạy bản Win này đều phải đáp ứng yêu cầu về thời lượng pin tròn một ngày chỉ với một lần sạc đầy. Đồng thời, chúng cũng được tặng kèm một năm thuê bao bộ phần mềm văn phòng Office 365 cùng với một năm chơi tựa game Minecraft Education Edition giống với chiếc Surface Laptop.
Các trường học cũng sẽ có thể nâng cấp máy tính cũ lên Win 10S miễn phí trong tương lai. Tuy nhiên hãy nhớ rằng Win 10S là một hệ điều hành tinh giản phục vụ cho giáo dục, vì thế nó chỉ cho phép chạy các phần mềm ứng dụng tải từ Windows Store. Ít nhất là ở hiện tại, đừng hy vọng là sẽ cài được phần mềm từ bên ngoài tùy ý của bạn. Với những ai đang muốn cài Google Chrome, Adobe Photoshop hay thậm chí là cả bộ gõ tiếng Việt YuniKey trên Surface Laptop thì xin chê buồn, bởi vì ngay khi bạn vừa bấm vào bộ cài của một bộ phần mềm tự tải, một cửa sổ hiện ra sẽ nói rằng là bản Windows 10 này được thiết kế để giúp bạn được an toàn và bạn chỉ có thể tải ứng dụng từ Windows Store. Cách duy nhất hiện tại là bạn sẽ phải chờ nhà phát triển đưa ứng dụng lên kho tải này để được duyệt, lúc đó những phần mềm truyền thống mới được phép chạy. Cách làm này thực ra cũng có một mặt tích cực là nó tránh cho nguy cơ lây nhiễm virus hoặc là mã độc, bởi vì Microsoft kiểm duyệt rất chặt chẽ đầu vào của ứng dụng. Lợi ích này với các trường học thì sẽ càng lớn khi mà họ hạn chế được tình trạng là học sinh, sinh viên hay là giáo viên tự ý cài đặt nội dung từ bên ngoài hoặc là cắm USB chứa mã độc tự thực thi, ảnh hưởng đến cả hệ thống tin học của nhà trường. Bởi vì tất cả đã được kiểm soát nên là các máy chạy Win 10S sẽ an toàn hơn, khởi động nhanh hơn, thực thi tác vụ mau lẹ hơn. Microsoft thì cũng có cố gắng để đưa ngày một nhiều phần mềm truyền thống lên kho ứng dụng. Ví dụ như là bộ Office tải từ đây thì cũng là bản đầy đủ y như là tải từ một trình duyệt. Và trong tương lai, nếu như Win 10S đủ độ phổ biến, nhiều nhà phát triển cũng sẽ đưa phần mềm của họ lên kho tải của Microsoft mà không cần phải viết lại sản phẩm của mình theo kiểu giao diện Universal. Nhưng nếu như trường ấy vẫn khiến cho người dùng khó chịu thì Microsoft cũng đã để ngỏ lựa chọn nâng cấp lên bản Win 10 đầy đủ. Từ giờ cho đến hết 31 tháng 12, người dùng Surface Laptop sẽ được nâng cấp từ Win 10S lên Win 10 Pro đầy đủ hoàn toàn miễn phí trong suốt vòng đời máy, kể cả khi khôi phục cài đặt gốc. Những chiếc máy khác chạy Win 10S cũng sẽ chỉ bị tính phí khá là rẻ để nâng cấp lên Win 10 Pro là $50, quá là hời cho một bộ Windows bản quyền trọn đời máy. Dù sao thì cũng hãy một lần nữa nhớ rằng là Win 10S sinh ra là để cạnh tranh với Chrome OS chứ không phải là một bản Win 10 phục vụ cho đại chúng. Vì thế cách triển khai của Microsoft đã có thể được xem là quá đỗi chu đáo. Sau thất bại của Windows RT hoàn toàn không cho phép chạy ứng dụng truyền thống thì nước đi trên Windows 10S tưởng như là đóng nhưng thực ra thì vẫn có tính mở. Và vừa rồi là phần tổng hợp của SNO về chiếc Surface Laptop, một chiếc máy tính bảng cực kỳ tiềm năng cùng với hệ điều hành Windows 10S. Liệu những chi tiết vừa rồi có làm cho các bạn cảm thấy hứng thú hay không? Hãy để lại ý kiến ở phần comment bên dưới và đừng quên nhấn like, share và subscribe SNO. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.